cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup năm 2022. Chúng ta cùng xem lại, cùng chiêm ngưỡng lại bàn thắng này của Hoàng Đức. Rất nhẹ nhàng và nghệ thuật. Từ đường chuyền của Đức Quang Hải cho đến cú dứt điểm của Hoàng Đức. Đúng là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời trên sân khấu Mỹ Đình. Mọi khó khăn đã đi qua và bây giờ là những giây phút bùng nổ thăng hoa trong cảm xúc của đội tuyển Việt Nam, của người hâm mộ bóng đá Việt Nam cho một chiến thắng tưng bừng trên